Xin chào tất cả các bạn, mình là Alex Nguyễn, mình tới từ công ty VHot. Hôm nay thì là mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt cái bản dùng thử 30 ngày của phần mềm Solid Cam, là phần mềm lập trình gia công. Thì trước khi mình hướng dẫn các bạn thì là mình sẽ giới thiệu đôi chút về các cái tính năng của phần mềm Solid Cam trước. Thì cái tính năng độc đáo nhất của phần mềm Solid Cam đấy chính là công nghệ Amazoning 2D và 3D, giúp tiết kiệm được 70% thời gian gia công. Và khi mà các bạn lập trình thì chỉ cần lập nhập cái thông số của máy móc này, gồm tốc độ, bước tiến, công suất, thông số của dao cụ, bao nhiêu phần trăm các bit, độ cứng bao nhiêu, và độ cứng của vật liệu, cộng với lại đường biên dạng mà các bạn muốn thực hiện gia công ấy, thì công nghệ Amazoning sẽ tự động tính toán ra cho chúng ta là tất cả các cái tốc độ cắt, tốc độ chạy không, tốc độ bước tiến đối với những ví dụ như là những góc bo đấy, và những cái đường thẳng, tự động tính toán hết. Và cái tốc độ trục chính này, và cái phần trăm ăn dao đấy, phần trăm lượng lượng dao cắt, lượng me cắt đấy, và cái chiều sâu cắt. Và phần mềm Solid Cam ấy được tích hợp với phần mềm Solid Work ấy, thì tạo thành CAD CAM tổng thể, tức là từ thiết kế cho đến gia công. Khi mà các bạn sử dụng phần mềm Solid Work để thiết kế mà lập trình trực tiếp trên phần mềm Solid Cam luôn, thì chuyển sang phần mềm thì phần mềm Solid Cam sẽ làm việc ở trên nền của phần mềm Solid Work, nên là không cần phải chuyển qua cái định dạng thứ hai, tránh các cái phần mềm khác. Ví dụ các bạn thiết kế bằng một phần mềm nhưng mà các bạn chuyển sang phần mềm khác để lập trình gia công thì sẽ xảy ra những hiện tượng là vỡ mặt của những chi tiết bề mặt khuôn phức tạp đó. Thì đối với lại Solid Cam và Solid Work thì đã khắc phục được cái điều đó. Thì bây giờ là mình sẽ bây giờ thì là mình sẽ đi và hướng dẫn các bạn cài đặt luôn. Trên màn hình của mình đây, đây là phiên bản, đây là cái bộ cài của Solid Cam 2017. Hiện tại thì phiên bản mới nhất của Solid Cam đó chính là phiên bản 2017. Mình sẽ thực hiện cài đặt, kích chuột phải, chọn Run. Tiếp theo là Install. Bây giờ Solid Cam đang thực hiện cài đặt luôn. Có ba lựa chọn là Modify này, Repair và Remove. Đó thì là các bạn cài mới ấy, thì các bạn chọn cái Modify đầu tiên. Đó, còn khi các bạn cài lại các bạn chọn Repair, và khi các bạn mở gỡ cài đặt ấy, gỡ cài đặt thì các bạn chọn Remove nhé. Rồi, mình next này. Next, ok. Thì ở đây là cái những cái lựa chọn ví dụ như là ngôn ngữ này, dụng cụ này, đó. Rồi post-processor này. Các bạn phải tích hết nhé. Next tiếp. Bây giờ Solid Cam sẽ thực hiện cài đặt. Đây là mình đang cài, hướng dẫn các bạn cài cái Solid Cam dạng add-in ở trên phần mềm Solid Work nhé. Cái này nè. Nên chúng ta chỉ đợi phần mềm cài đặt thôi. Cái thao tác mà để chúng ta cài thì rất là dễ, và quá trình cài đặt cũng rất là nhanh chóng nhé. Nhưng các bạn chú ý là cái phiên bản add-in này thì khi mà các bạn cài đặt đấy, thì là phải có phần mềm Solid Work nhé. Nếu như không có phần mềm Solid Work thì các bạn sẽ không 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 sử dụng được đâu ạ. Đối với Solid Cam ấy thì là khi đây là mình đang có bản quyền rồi, nên là mình cài sẽ mát cái license của mình. Đó, license của mình là license bản quyền. Còn khi mà các bạn cài dùng thử ấy, thì cũng có cái bước loát như thế, và sẽ hiển thị cho chúng ta ba cái lựa chọn, là chúng ta sẽ là kích lên cái child
trial 30 ngày nhé, để thực hiện dùng thử 30 ngày. Ok, cái quá trình cài đặt đã xong, mình sẽ mở phần mềm Suzuki lên để thực hiện đặt in ở trên phần mềm Suzuki. Hiện tại mình cũng đang sử dụng cái phiên bản Suzuki phiên bản mới nhất. Ok, mình đã khởi động phần mềm Suzuki xong rồi. Thì là mình sẽ vào tên công cụ này, option này, vào add-in, add-in nha. Add-in thì bây giờ mình sẽ thực hiện add-in đây, cái phần mềm SoCam của mình đã tự động add-in ở trong phần mềm Suzuki rồi. Còn nếu như các bạn cứ vào kiểm tra, nếu như mà hai cái ô trống này này chưa tích này, chưa thực hiện add-in này, thì các bạn sẽ kích vào hai ô trống này để khởi động và làm việc ở trên nền Suzuki luôn, cùng khởi động với Suzuki và làm việc ở trên nền Suzuki luôn. Rồi kích OK. Đó. Vậy bây giờ là các bạn đã hoàn thành cài đặt xong phần mềm SoCam. Khi mà các bạn sử dụng trial thì khi các bạn kích add-in vào đó, thì chúng ta thiết kế xong, chúng ta chuyển sang cái môi trường gia công, thì các bạn sẽ phải tích một lần nữa vào cái lựa chọn là trial 30 ngày nhé. Các bạn muốn download cái bản dùng thử thì các bạn có thể là kéo xuống video bên dưới đó, có cái link dùng thử đó, link download cái bộ cài dùng thử. Và các bạn mà muốn có cái tài liệu của phần mềm SoCam thì các bạn đăng ký xuống link bên dưới nha. Xin chào và hẹn gặp lại.